Xin chào mọi người đang theo dõi kênh Vlog Sữa Bột Tốt. Trong cái quá trình tư vấn về các loại sữa cho người bệnh tiểu đường thì Sữa Bột Tốt nhận thấy rất là đáng lo khi mà cái tỷ lệ những người mắc bệnh này nó ngày càng gia tăng, đặc biệt là giới trẻ ở cả thành phố và nông thôn. Sau khi đi tìm hiểu và theo các cái số liệu thống kê thì cho thấy là cái tình trạng tiểu đường ấy nó ngày càng trẻ hóa. Và nguyên nhân thì có thể là do cái chế độ ăn nhiều đường, đặc biệt là đường hấp thu nhanh từ các cái loại đồ uống này, các cái loại nước ngọt có ga hay là các cái đồ ăn nhanh ấy mà nó có chứa nhiều dầu mỡ, cùng với lại cái thói quen ít vận động nên nó đã làm tăng cái nguy cơ biến chứng đái tháo đường nguy hiểm. Để giúp ổn định được đường huyết này cũng như làm giảm các cái nguy cơ biến chứng đái tháo đường ấy, thì gần đây Sữa Bột Tốt cũng nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực từ một cái sản phẩm chuyên biệt dành cho người bệnh đái tháo đường, đó chính là sữa Glucagon đây ạ. Glucagon thì nó là cái sản phẩm được Viện Dinh dưỡng Y học NutriCare Hoa Kỳ nghiên cứu thành công với cái công thức là hệ bột đường hấp thụ chậm là isomaltulose và erythritol từ các cái nguyên liệu hoàn toàn là tự nhiên này. Và cái công thức của Glucagon ấy thì nó cũng theo cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì nó cũng đảm bảo là phù hợp với cái thể trạng của người Việt. Và như mọi người cũng đã biết ấy, thì Hoa Kỳ là một cái cường quốc dẫn đầu về nghiên cứu và y tế trên thế giới. Với cái môi trường y tế tiên tiến đấy ạ, thì đã giúp cho rất là nhiều người Mỹ có được cái tỷ lệ sống sót sau ung thư là cao nhất này. Cái tỷ lệ tử vong do tim mạch và đột quỵ thì nó cũng thấp hơn. Và cái dân số trên 80 tuổi đấy ạ, thì nó cũng nhiều hơn so với các quốc gia khác. Có lẽ chính vì vậy mà các cái sản phẩm của Hoa Kỳ ấy, luôn luôn được người Việt Nam ưu ái lựa chọn là vậy. Và cái sự hợp tác giữa NutriCare Hoa Kỳ và NutriCare thì nó đã khẳng định được cái khát vọng và cái cam kết trong việc thực hiện hóa sứ mệnh nâng tầm vóc sức khỏe cho hàng triệu người dân Việt Nam. Do đó thì cả nhà mình có thể là hoàn toàn yên tâm sử dụng cái sản phẩm Glucagon này nhé. Glucagon là cái sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho người đái tháo đường và tiền đái tháo đường với cái công thức là hệ bột đường hấp thụ chậm. Qua đó thì nó sẽ giúp cân bằng được cái đường huyết này. Với cái chỉ số GI thấp đã được chứng minh lâm sàng, do đó thì cả nhà mình có thể sử dụng cái Glucagon này giống như là một cái giải pháp dinh dưỡng đấy ạ, để hỗ trợ này, giúp kiểm soát đường huyết ổn định mỗi ngày. Ngoài ra thì cái sản phẩm Glucagon mới này nó còn được bổ sung omega 3 này, 6, 9, nó hỗ trợ rất là tốt cho tim mạch. Trong đó thì omega 3 đấy ạ, nó đóng cái vai trò là giúp kiềm chế sự tích tụ mảng bám trên thành mạch máu, để từ đó nó sẽ giúp làm tăng lưu thông máu này, giảm cái cholesterol xấu và điều hòa mỡ máu, để từ đó nó sẽ hỗ trợ làm giảm các cái biến chứng trên tim mạch. Cùng với lại cái hệ angiotensin đấy ạ, thì nó sẽ giúp làm giảm cái tình trạng xơ vữa động mạch này, tốt cho tim mạch, phòng chống đột quỵ hay thường gặp ở những người đái tháo đường. Glucagon mới thì còn được bổ sung thêm cái lactium đấy ạ. Đây là một cái dưỡng chất mà đã được chứng minh lâm sàng là giúp ngủ ngon và ngủ sâu giấc ở những người bệnh đái tháo đường mà hay mất ngủ về đêm. Đó, và đặc biệt thì sản phẩm cũng rất là giàu cái hàm lượng vitamin và khoáng chất đấy ạ. Thì mọi người có thể nhìn thấy vào trong cái bảng thành phần nhá. Như công bố của nhãn hàng là 56 dưỡng chất. Trong đó thì có đạm thực vật này, đạm whey được nhập khẩu từ Mỹ nên sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất là hiệu quả đấy ạ. Như vậy thì về tổng thể, Sữa Bột Tốt nhận thấy là cái sản phẩm Glucagon nó đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí về dinh dưỡng mà người bệnh tiểu đường cần có để đảm bảo là cân bằng đường huyết này và tăng cường sức khỏe. Còn về cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản. Như mọi người có thể thấy là ở đây cũng có hướng dẫn rất là chi tiết đấy ạ. Đó chính là chúng ta sẽ pha 5 muỗng gạt ngang với 180ml nước đun sôi để nguội từ 45 cho đến 50 độ C. Và khi mà lựa chọn sử dụng ấy, thì mọi người nhớ là chúng ta phải uống duy trì đều đặn này, ngày từ 1 cho đến 2 ly thì nó sẽ cung cấp đầy đủ cái năng lượng và dinh dưỡng cho cả một ngày trời hoạt động nhé. Và mọi người nên uống trước bữa ăn 2 tiếng và uống 1 tiếng trước khi đi ngủ đấy, để giúp cho cơ thể có thể là dễ dàng hấp thu này và chuyển hóa một cách tối ưu nhất đấy ạ. Ngoài cái việc là chúng ta duy trì uống sữa Glucagon mỗi ngày thì người bệnh cũng nên lưu ý là chúng ta điều chỉnh cái chế độ ăn uống một cách có khoa học này, hợp lý, cũng không cần thiết phải quá kiêng kem đâu ạ. Và kết hợp với lại cái lịch vận động phù hợp để giúp tăng cường sức khỏe một cách tốt nhất nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thường xuyên lên đi thăm khám định kỳ để được bác sĩ theo dõi này và điều chỉnh cái chế độ dinh dưỡng này, cái chế độ vận động và dùng thuốc một cách hợp lý. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Nếu như mọi người có những cái băn khoăn hay thắc mắc gì đấy thì chúng ta có thể comment xuống phía dưới, bộ phận tư vấn sẽ hỗ trợ và giải đáp cho mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo.